cùng quý vị xin một tràng pháo tay thật lớn cho ông Hoàng Nam Tiến ạ. Dạ vâng, rất là cảm ơn các anh chị đã có mặt ngày hôm nay. Đầu tiên là cảm ơn anh Tuấn Hà đã. Quả thật là tôi đến đây không phải một lần, nhưng mà quả thật là tôi không nghĩ ở đây là đẹp như vậy. Dạ vâng, chúng ta rất là may mắn khi mà ngày hôm qua anh Hà đã quyết định đàm phán với cả ông trời để hôm nay không mưa. Và tôi vừa xem dự báo thời tiết thì tối nay lại mưa. Như vậy là chúng ta ngồi đấy rất may mắn. Và tôi mong rằng là trời sẽ mát dần lên, nó không nóng như lúc nãy nữa. Quả thật nó mát lên thật. Thế hôm nay tôi muốn kể rất là nhiều câu chuyện với các anh chị, với các bạn. Thế nhưng mà khi nghe tiếng đàn và tiếng hát ngày hôm nay hay quá, tôi nghĩ là có khi mình cũng không nên nói gì cả mà lại mời nghệ sĩ lên biểu diễn tiếp thì có khi là phù hợp hơn. Không biết các anh chị thấy thế nào? Tôi không phải nói và các nghệ sĩ hôm nay biểu diễn tuyệt vời quá. Và anh Tuấn Hà có chia sẻ với tôi rằng là các trà nương ở đây thì là đã có tiếng, là rất là xinh đẹp, quyến rũ. Nhưng mà quả thật là đến khi đến đây thì tôi mới chợt nhận ra một điều là ở đây ấy, là trong cái ánh sáng này thì dường như các cô trà nương của chúng ta đẹp hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Vì vậy thì rất là mong các anh chị và các bạn hãy ủng hộ các trà nương của tối hôm nay. Ngày hôm nay tôi kể câu chuyện gì về trà? Thực ra mà nói đến chỗ anh Tuấn Hà mà nói về trà, ở bên kia có chị Mai, bà chủ của Sương Mai Trà, thì quả thật là không nên, thực sự là gọi là múa rìu có mắt thợ. Nhưng tôi lại muốn kể chính câu chuyện của gia đình tôi. Ngày hôm nay khi mà anh Tuấn Hà bảo là anh Tuấn ơi, tôi với anh Tuấn Hà quen nhau là cùng đi tham gia một khóa học về huấn luyện viên quốc tế. Thế là anh Tuấn Hà bảo anh Tuấn ơi, anh Tuấn đến đây nói chuyện về trà đi. Và tôi lập tức nhớ ra ngay là mình chẳng có tư cách gì để nói chuyện về trà, nhưng anh lại khoe là ở đây anh có trà San Tuyết. Vâng, 300 năm. Thế là chết với tôi rồi. Tôi muốn kể câu chuyện của chính gia đình tôi. Năm 1984, khi mà tại biên giới phía Bắc, tại một chiến trường các anh chị có thể không biết, tên là Vịnh Xuyên. Ở đây, hàng ngàn bộ đội ta đã hy sinh, hàng ngàn bộ đội ta đã ngã xuống. Đến ngày hôm nay, 4.300 bộ đội hy sinh tại mặt trận Vịnh Xuyên thì mới chỉ có 2.000 người được quy tụ, còn hơn 2.000 người nữa vẫn nằm ở những khe núi, những bờ suối trên chiến trường Vịnh Xuyên năm xưa. Thế nhưng với gia đình tôi thì sao? Năm 1984, ba tôi lên Vịnh Xuyên, được cử lên Vịnh Xuyên để chỉ huy đơn vị chiến đấu trên đấy. Thôi, những cái gì mà về chiến tranh tôi không nói, nhưng tôi nói về trà San Tuyết. Ngày đấy, những người lính đặc công khi đi dọc, đi dãy núi ở tỉnh của đấy là tỉnh Hà Tuyên, tức là Hà Giang và Tuyên Quang ở Hà Giang, thì họ lại là chính là những người lính của vùng Tân Cương, Thái Nguyên. Họ nhìn cây trà, những cây trà San Tuyết quý giá, và tôi nói thật vào năm 84, không ai thì quý đâu ạ. Họ đã hái những lá trà đấy, những úp trà thôi chứ không cần hái lá như ở Thái Nguyên nữa. Họ đã mang trà đấy về và họ đã nấu cái nước trà đấy trở thành là một trong những thứ thuốc để đề kháng. Đấy là một cái chất mà trà tươi đấy là một chất đề kháng rất là tốt cho bộ đội. Nhưng đồng thời những người lính ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên đã sắp trà lên và ngày đấy đã có một từ gọi là trà chốt. Bộ đội người đấy nghèo lắm. Họ biếu ba tôi, thủ trưởng, tư lệnh. Ba tôi ngày đấy được lính rất yêu quý, bởi vì mỗi một lần bộ đội chuẩn bị xuất kích, ba tôi lại chờ họ dưới khe suối, biết rằng mỗi lần bước họ đi lên chiến trường có thể họ lại hy sinh. Và những người lính vẫn sẵn sàng hy sinh bởi vì họ cũng biết rằng sự hy sinh của mình sẽ giữ bình yên cho đất nước. Và những người lính này rất yêu quý ba tôi, bởi vì ba tôi khi mà lên Vịnh Xuyên đã thay đổi hoàn toàn cách đánh. Ông đã cho bộ đội phải chịu hy sinh đi trước nữa, ông đã cho bộ đội đánh lại những cách đánh từ ngày Điện Biên Phủ, khi mà đào hầm, khi mà sử dụng lực đặc công, và đã tiết kiệm không biết bao nhiêu sinh mạng người lính. Tôi được lên Vịnh Xuyên được yêu quý bởi vì những người lính đã ôm lấy tôi,
họ đập vào vai tôi, lưng tôi rất mạnh. Họ bảo là anh Tuấn ơi, ngày đấy mà ba cậu không lên đây thì ngày nay các anh cũng không đứng đây mà ôm mày đâu. Họ yêu quý bằng cách như thế nào ạ? Họ sao những cây trà san tuyết và họ tặng cho ba tôi. Và năm 1984, khi từ chiến trường Vĩnh Xuyên về, ba tôi mang theo những cân trà, ngày đấy, trà san tuyết quý giá ngày hôm nay, ngày đấy gọi là trà chốt. Trà chốt bởi vì sao? Là lính ở trên chốt, chiến đấu, họ tranh thủ làm trà và mang trà đấy để uống mỗi ngày, để trở thành một cái loại gọi là để trợ lực, để kháng khuẩn, để còn thực sự trà tươi lúc đấy rất là tốt, nhưng mà đồng thời để biếu cho người thủ trưởng mà họ yêu quý, thủ trưởng Hoàng Đăng. Và ba tôi đã mang trà về cho cả nhà. Tôi vẫn nhớ năm 1984 thì ông nội tôi đã mất được 6 năm rồi. Ông nội tôi mất năm 1978. Tôi được uống trà từ khi bé tí, ông tôi uống trà và tôi cũng uống trà. Dạ vâng, ông một chén, cháu một chén. Và ba tôi cứ nói lại, giá như ông nội còn sống thì ông nội chắc sẽ quý cái trà này lắm. Trà chốt. Và bây giờ chúng ta gọi sang trọng là trà san tuyết. Và đấy là câu chuyện đầu tiên ở gia đình chúng tôi mà ngày hôm nay tôi muốn kể. Các anh chị đang cầm trên tay những ly trà, những cây trà 300 năm, cây trà san tuyết 300 năm của vùng Hà Giang, cái vùng đất mà có vị chiến trường Vị Xuyên. Tôi rất mong các anh chị ngày hôm nay thưởng trà do anh Tuấn Hà mời, và các anh chị sẽ có một ngày nào đấy sẽ đi lên Vị Xuyên, sẽ lên đồi hương 468 thắp những cái nén hương cho những người lính đã hy sinh nhưng đến ngày hôm nay vẫn chưa được về đứng trong hàng trong ngũ, là trong nghĩa trang cùng đồng đội của mình. Hơn 2.000 người lính ở Vị Xuyên họ vẫn ở đấy, và có lẽ mỗi ngày họ lại nghĩ đến những ly trà chốt của ngày 1984. Họ sẽ nhớ đến người thủ trưởng của họ, ba tôi, tướng Hoàng Đan. Ngày đấy đã cùng họ chiến đấu, cùng họ trải qua những nguy hiểm nhất. Và ngày hôm nay, khi mà cầm trên tay, và đặc biệt 5 phút vừa rồi, khi mà cầm trên tay những ly trà, trà san tuyết, anh Tuấn Hà có bảo tôi rằng là được nghĩ gì cả. Nhưng mà bao giờ tôi cầm ly trà và tôi nhớ cái từ trà chốt, trà san tuyết của Hà Giang. Đấy là câu chuyện đầu tiên của gia đình tôi muốn kể ngày hôm nay. Anh chị có nghe tiếp không? Dạ vâng. Tôi kể câu chuyện tiếp theo cũng là gia đình tôi ạ. Ông Kỵ là tôi. Tôi rất là phải khoe. Ông Kỵ là tôi, là ông Hoàng Nguyên Lễ. Các anh chị có thể tra tên ngay lập tức ở trên mạng có ạ. Cụ Hoàng Nguyên Lễ là Đỗ Giải Nguyên, Triều Nguyện, Triều Tự Đức. Dạ vâng. Và cụ đã lên đến làm đến cái chức gọi là phó chánh ngự y triều đình nhà Nguyễn ngày xưa. Bây giờ mình dịch ra là gọi là trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương. Chánh ngự y thì là bộ trưởng bộ y tế. Thế còn chức của ông ngày xưa thì gọi là gì ạ? Là trưởng ban bảo vệ sức khỏe trung ương bây giờ. Thế thì con của cụ thì cũng là phó chánh ngự y. Và vì vậy gia đình của chúng tôi đến đời tôi thì nó bị suy sụp, không đi theo được. Chứ nhà tôi ấy là toàn là danh y, còn là danh tướng như ba tôi. Như ba tôi là cũng được đặt tên những đường phố. Còn tôi thì đến thời tôi thì buôn bán linh tinh, mới bản thôi. Thế nhưng tôi tại sao tôi kể câu chuyện này? Tại vì là tôi nhớ một câu chuyện mọi người lúc nào cũng vậy, cũng nói đến trà tàu. Trà là phải trà tầng. Trung Quốc là đỉnh cao về trà. Ở Trung Quốc thì thậm chí là vua Càn Long còn có nói ra một câu đố mà rất khó, là mỗi ngày vua không thể mỗi ngày quốc gia không thể không có vua. Thế thì ông ngự y ông mới đối lại một câu rất hay, là vua mỗi ngày không thể thiếu trà. Ý nói rằng là trà là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Nếu mà các anh chị mà đã từng uống cái trà ở Trung Quốc thì các anh chị đều biết nó gắn bó với rất nhiều câu chuyện của vua Càn Long. Nhưng ngày hôm nay thì tôi lại muốn nói kể câu chuyện
có thể các anh chị đã nghe ở đâu đấy rồi, câu chuyện liên quan đến Trà Tàu và Bác Hồ. Vâng, mọi người hay ca ngợi Bác Hồ vì nhiều chuyện lắm. Tôi thì là luôn luôn tự nhận là mình là người hâm mộ Bác Hồ đứng thứ nhì ở đất nước này. Ai hâm mộ nhất thì tôi không biết, nhưng chắc chắn tôi là người hâm mộ nhì. Và ngày hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện về Bác Hồ uống trà như thế nào. Năm cỡ năm 1960, khi Thủ tướng Trung Quốc ông Chu Ân Lai được coi là thủ tướng mà làm thủ tướng lâu nhất trên thế giới, đồng thời là một người rất am hiểu về văn học, nghệ thuật, rượu, trà đạo, đồ ăn, thậm chí về đến Hàng Châu vẫn còn có món tôm thủy tinh do ông Chu Ân Lai ông nghĩ ra. Ông Chu Ân Lai sang Việt Nam và Bác Hồ quyết định gây ngạc nhiên cho ông bằng đúng cái thứ mà người Tàu rất là tự hào là trà. Vâng, buổi sáng đấy sau khi họp xong thì Bác Hồ mới mời ông Chu Ân Lai vào trong nhà sàn và bác ấy bảo anh bảo vệ, không có ngày đấy không có trà nương như bây giờ, và anh bảo vệ pha một bình trà cũng rất bình thường, và bình trà đấy đã được rót ra hai cái chén đầu tiên. Thì ông Chu Ân Lai là trà cũng là trà đất nước Thái Nguyên vậy, không có gì đặc biệt cả. Trà ngon nhất Việt Nam là đất nước Thái Nguyên rồi, thế nhưng mà nó cũng không có gì đặc biệt. Và khi nâng ly lên thì ông thủ tướng nói rằng à, đây là trà Úc Sen Việt Nam đây, ông rất hiểu biết. Thế xong rồi hết chén đấy thì Bác Hồ lại ra lệnh cho anh cảnh vệ lấy hai cái ly tiếp theo đặt lên bàn và lại rót ly hai ly tiếp theo. Ông Chu Ân Lai lại cầm ly lên uống một ngụm mà à, đây là trà Ước Hương Ngài, quá chuẩn, đúng là lịch lãm. Bác Hồ lại nói anh cảnh vệ lấy cái chai ly thứ ba rót lên, và ông lại bảo à, đây là cái loại trà mà ở Trung Quốc chúng tôi chưa biết đến, nhưng đây là trà Hoa Mâu đúng không? Và đúng rồi. Vâng, như vậy là ba ly trà, ly đầu tiên là Hương Sen, ly sau là Hương Nhài, ly thứ ba là Hương Ngâu. Chuyện này thì cũng bình thường, có đúng không? Người Việt Nam hay có lùng năm loại hoa để ướp sen, thì lần này là ba loại sen, ba loại hương thôi. Nhưng lúc đấy ông Chu Ân Lai mới giật mình, ông bảo ủa, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một bình trà duy nhất thôi, một bình trà mà làm sao mà lại có ba mùi hương thế này thì quá đặc biệt. Nếu mà ba mùi hương mà cùng để ở chung mà để cùng uống thì rất bình thường, nhưng mà mỗi một lần là vị riêng biệt. Và ông Chu Ân Lai cũng hỏi ủa, làm sao trên đời lại có một loại trà mà tôi chưa hề biết đến, loại trà mà uống đầu tiên là Hương Sen, xong đến Hương Nhài, xong đến Hương Hoa Ngâu. Bác Hồ cười và nói là tôi biết trên đời có những cái loại trà nào mà quý giá nhất, tốt nhất, đắt nhất ông đều đã từng uống, nhưng ngày hôm nay ông đã uống được một loại trà đơn giản nhất của người Việt Nam, trà Tân Cương Thái Nguyên, và có ba mùi hương. Bí quyết rất đơn giản thôi ạ. Tối hôm trước Bác Hồ mới nói anh cảnh vệ hái hoa sen, hái hoa nhài, hái hoa ngâu và lấy 6 cái chén úp lên nó, xong đặt lên bếp nóng. Và cái chén này cũng không phải những cái chén sang trọng như ngày hôm nay chúng ta được thưởng thức, mà chỉ là những chén đất nung của bát tràng rất bình thường. Và nhờ hơi nóng thì hương sen, hương nhài và hoa ngâu đã ngấm được vào trong chén. Và vì vậy chỉ có một bình trà Thái Nguyên bình thường thôi, nhưng mà Thủ tướng Chu Ân Lai đã được hưởng cả ba mùi sen, mùi nhài và mùi hoa ngâu. Tôi nghĩ rằng là anh Tuấn Hà tuy là một ông chủ trà đầy kinh nghiệm, chắc cũng chưa bao giờ pha được một bình trà mà có ba mùi như vậy. Đấy là câu chuyện của Bác Hồ và trà. Anh chị nghe tiếp không ạ? Dạ vâng. Tôi biết là hôm nay tôi không phải mang chuyện trà ra để múa võ trước mặt chị Mai hoặc là múa mặt anh Tuấn Hà, nhưng mà tôi tin rằng là những chuyện tôi kể thì số người ở đây mà biết được thì rất ít. Dạ vâng. Sang đến chuyện thứ ba là câu chuyện của tôi ngày hôm nay. Sáng hôm nay tôi đến phòng trà Sương Mai nói chuyện với cả khoảng gần 50 các con, tuổi từ 8 tuổi cho đến 17 tuổi, đến một phòng trà nói chuyện với các con.
thì quá là khó. Nhưng không thể ngờ là ngày hôm nay tôi đã học được rất nhiều thứ. Điều đầu tiên tôi học được là gì? Giống như các anh chị ngồi ở đây, chúng ta đều nghĩ rằng là để pha trà ngon ấy, là nhiệt độ cái nước sôi ấy, nó gọi là sôi nắp cua, tức là đâu đó nó khoảng 85-90 độ thôi. Nước mà sôi sùng sục không ai pha trà. Thế nhưng tôi vẫn rất nhớ là khi mà tôi đọc cái chuyện ngắn của cụ Nguyễn Tuân, chén trà sương sớm ấy, là cụ có nói là trà, pha trà đấy là phải nước nóng già. Tôi bảo ùa, cái gì mà tôi biết từ xưa đến nay là pha trà không được dùng nước quá sôi, vì nước quá sôi nó làm hỏng trà, nó làm nở trà đó. Ủa, hóa ra là mình biết một không biết hai, mình biết quá tệ. Có những loại trà chúng ta phải dùng nước nóng già, thì lúc đấy những cái vị, cái hương trà nó mới đẩy ra được. Và lúc đấy người ta mới nói rằng nước trà phải từ nước thứ 3 đến nước thứ 7 nó mới ngon nhất, chứ không phải là trà nước tàu. Thế thì tôi mới học được điều đấy. Và tôi chợt nhớ ra, mới chỉ cách đây mấy năm, lần đầu tiên tôi mới học được câu chuyện như thế này. Một cô gái nói là: anh Tiến, em sẽ dạy cho anh cách pha cà phê, nhưng mà là cold brew, pha cà phê bằng nước lạnh. Tôi thì nghĩ rằng là mình đã có đến 40-50 năm uống cà phê, đã đi 60 nước để uống cà phê, quen thân cả các bạn ở cà phê Trung Nguyên. Tôi nghĩ rằng là mình biết đủ về cà phê. Và bạn ấy đã dạy tôi rằng là pha cà phê bằng nước lạnh. Còn khi tôi uống thì tôi giật mình, không thể nghĩ là ngon như vậy. Và cũng rất gần đây, mới ngay từ buổi trước thôi, tôi đã học được cách pha trà cũng là cold brew, dùng bạch trà cho nước suối vào và để trong ngăn mát của tủ lạnh, và để qua cả một đêm khoảng 8-10 tiếng, các chị sẽ ngạc nhiên luôn, và chúng ta sẽ có một nước loại nước trà nó không liên quan gì đến toàn bộ lịch sử hàng ngàn năm người ta uống trà. Hàng ngàn năm nay không ai uống trà bằng cách cho nước lạnh cả, cũng chẳng có ai ủ trà đến 8-10 tiếng cả. Và ở đây tôi chợt nhận ra một điều mà chúng ta phải thay đổi. Tôi có một từ rất thích thú mà đi đâu tôi cũng chia sẻ, đấy là gì ạ? Là suy nghĩ không cũ về những việc không mới. Việc pha trà là việc có cả ngàn năm rồi, người ta đã thành nâng lên thành trà đạo rồi, thành triết lý rồi. Ai cũng nghĩ rằng các cụ nhà mình phải luôn luôn đúng, các cụ nói pha trà thế này là phải đúng rồi, nói về pha trà là phải đọc cụ Nguyễn Tuân về pha trà, nó nói về pha trà phải pha Trung Quốc học về trà, và những cái bài học đấy vô cùng sâu sắc. Thế nhưng ngày hôm nay một bạn rất là trẻ, 21 tuổi, và vừa rồi thôi mới dạy tôi là hóa ra pha trà bằng nước lạnh có nghĩa là gì. Chúng ta sẽ không đóng cái đầu mình lại, chúng ta sẽ suy nghĩ không cũ về những việc không mới, chúng ta luôn luôn sẵn sàng tái tư duy, và chúng ta luôn luôn thay đổi. Và ngày hôm nay tôi vừa kể chuyện anh Dũng ở cùng bàn, kể chuyện với chị Mai ở cùng bàn, chị Tâm ở cùng bàn, và thế hệ của tôi, và rất rất nhiều anh chị đang ngồi ở chỗ này, là thế hệ của tôi gọi là thế hệ ngoan cố. Tức là trong học bạ bao giờ cũng ghi là các con luôn luôn ngoan ngoãn và cố gắng trong học tập. Chúng ta gọi là thế hệ ngoan cố. Và khi ra trường, khi ra cuộc đời, luôn luôn nhớ rằng là một điều nhịn là chín điều lành. Luôn luôn để nhắn nhớ rằng mỗi khi giận hãy uống ly trà để bớt giận đi, để tĩnh tâm lại. Thế nhưng ngày hôm nay đã khác, các con chúng ta đã khác. Những đứa trẻ của Gen Z, những đứa trẻ của Gen Alpha ngày hôm nay đều được ý thức được rằng đâu là năng lực, đâu là những phẩm chất được đánh giá tốt nhất trong tương lai. Đấy là tư duy độc lập và năng lực phản biện, chứ không phải là ngoan ngoãn nữa. Ngày hôm nay những đứa trẻ con chúng ta sẽ tồn tại trong cuộc đời này, sẽ phát triển trong cuộc đời này. Bởi vì sao? Bởi vì nó phải có tư duy độc lập và năng lực phản biện. Chúng ta gọi là cái bọn hay cãi đấy, mà lại còn cãi có lý luận nữa. Và thế hệ chúng ta hãy chấp nhận là chúng ta già đi. Chúng ta là thế hệ ngoan ngoãn, thế hồi lỗi lạc. Tại sao gọi là thế hệ lỗi lạc? Bởi vì chúng ta lỗi thời và lạc hậu. Vâng, ngoan cố, lỗi lạc. Còn ngày hôm nay, các con chúng ta Gen Z,
Gen Alpha, những đứa trẻ năm nay 20 tuổi, những đứa trẻ năm nay 10 tuổi, thì nó cần điều gì? Nó cần suy nghĩ về những điều không mới. Nó sẽ chọn ra những chúng ta có thể chỉ 1-2 năm nữa thôi sẽ uống trà theo một cách hoàn toàn khác, giống như uống trà lạnh. Dạ vâng. Và đấy là điều mà điều cuối cùng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ. Các anh chị ngày hôm nay ngồi trong khung cảnh của Hồ Văn, dưới những bóng cây đẹp như thế này, nghe những bản nhạc thật là hay, nghe những lời chia sẻ thật là thú vị của anh Tuấn Hà, uống những ly trà 300 năm, những ly trà san tuyết, thì hãy nhớ đến những điều đấy. Chúng ta uống một ly trà san tuyết, hãy nghĩ rằng một ngày nào đấy, gần đây thôi, chúng ta sẽ lên Vị Xuyên, chúng ta sẽ nghiêng mình với những người lính đã ngã xuống ở Vị Xuyên, ở bên ngay cạnh gần những cây trà san tuyết mà ngày hôm nay chúng ta uống. Chúng ta cũng nhớ rằng các con chúng ta không còn là ngoan cố, không còn ngoan ngoãn cố gắng nữa, mà nó phải trở thành những đứa trẻ có khả năng tư duy độc lập và năng lực phản biện. Và chúng ta hãy ủng hộ điều này. Và cùng với trà, tôi có thể kể hàng trăm câu chuyện về trà nữa, của chính gia đình tôi, của chính cuộc sống của chúng tôi, những rất nhiều câu chuyện mà tôi cũng biết ra được. Nhưng mà khi mà được đến đây, khi nghe là những âm nhạc hay quá, những bài hát hay quá, thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay mình chỉ kể ba chuyện này thôi, những chuyện thật là ngắn liên quan đến gia đình tôi, liên quan đến Bác Hồ, tôi kính yêu. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.